Xin chào các bác và anh em đã đến với kênh Trần Hưng Audio. Thì hôm nay bên em sẽ bán cho các bác đẩy men và vang số X5. Thì đây là nội thất bên trong của chiếc vang số X5 các bác nhé. Đấy. Và đây nội thất của con đẩy men, hàng của công ty BMB. Con này sử dụng 16 sò Toshiba, hàng nguyên zin. Sử dụng mỗi bên hai tụ lọc nguồn 100V và 4700 mi. Dòng đẩy này thì các bác và anh em có thể chơi gia đình rất ok. Em đang ghép một con đẩy men và một con vang số X5 đây. Thì con đẩy này đang chạy hai cặp bát 25, một đôi loa full BBE bát 25, một kèn và một đôi 3G audio. Đấy. Thì con đẩy này đảm nhiệm rất tốt hai đôi loa các bác. Với giá thành em báo luôn thì con đẩy là 3,2 triệu và con vang 2,2 triệu, tổng là 5,4 triệu. 5,4 triệu thì các bác bằng các bác ra siêu thị điện máy mua một con âm ly 5,6 thôi. Nhưng mà các bác bỏ ra cái số tiền 5,4 triệu tặng đủ dây dắt cho các bác thì con vang và cục đẩy men này các bác chơi gia đình rất hay, rất ok. Thì con đây là phần mềm của con vang số X5. Thì nếu mà phần mềm thì các bác có thể lên Google đánh là phần mềm vang số X5 thì nó ra rất nhiều kết quả, các bác tải về và các bác dùng dây 232 các bác cắm kết nối để các bác chỉnh máy tính. Còn các bác nào không cần máy tính thì các bác am hiểu về phần X5 thì các bác có thể chỉnh tay được rất dễ. Đấy. Thì dòng vang số X5 nó là ông hoàng của karaoke, rất chất lượng và đi cho dì vợt của nó thì rất đẳng cấp. Thì em cũng không nói quảng cáo nhiều và nói hay về nó, nhưng mà các bác đã dùng vang X5 rồi thì các bác biết chất âm của dòng vang X5 rất tuyệt vời. Đấy. Thì cả đẩy và vang giá thành là 5,4 triệu tặng đủ dây dắt cho các bác. Thì bên em có 16 con đẩy và 15 con vang các bác nhé. Đấy, 15 con vang. Đấy, nội thất của nó thì rất đẹp, hàng bãi chính hãng. Hàng bãi chính hãng rất đẹp các bác. Mền mạch của nó còn rất mới. Đây, con đẩy này em chưa vệ sinh mặt, nếu mà lau chùi mặt của nó thì rất đẹp. Thì bác nào mua lẻ thì đẩy 3,2 triệu, vang 2,2 triệu các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu có thể là đến tận nhà em xem hàng thì em sẽ bớt chút cho các bác tiền xăng. Thì những tất cả các dòng vang và dòng đẩy bên em bán ra, em cam kết là bán hàng nguyên zin, không sửa chữa dù là nhỏ nhất các bác nhé. Các bác về phát hiện là đã bị sửa chữa thì em bồi thường cho các bác gấp 5 lần luôn. Đấy. Bây giờ em test chất âm của chiếc vang này. Lên 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Đấy. Tiếng mic của nó rất hay. Bây giờ em sẽ test đoạn nhạc cho bác nghe nhé. Thank you.
1 2 3 4 5 6 7 1 2. Đấy, tiếng echo của nó, echo và reverb của nó rất hay, dòng vang X5 thì em cũng không cần quảng cáo nhiều bác nhé. Nếu bác nào có nhu cầu về vang số X5 và đẩy men để chơi gia đình thì các bác liên hệ với em Trần Hưng Audio, số điện thoại là 0972 951 003. Tôi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video bên em. Các bác hãy xem và đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh nhé, để các bác cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị bên em. Thì tới đây bên em về rất nhiều các dòng vang, như là vang EIM sẽ có giá tốt nhất cho các bác. Thì các bác hãy xem và đăng ký kênh để các bác cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị âm thanh bên em. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Chào tạm biệt các bác.